Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay thánh lễ lúc 6 giờ 30 tối là một thánh lễ đặc biệt hơn mọi tuần khác. Thánh lễ đồng tế hôm nay là thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình ngoại lịch. Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho chị Maria Tạ Phong Tần là chủ của blog Công lý và sự thật, cho anh Nguyễn Văn Hải chủ blog Điếu Cày và anh Phan Thanh Hải chủ blog Anh Ba Sài Gòn. Cả ba blogger này đều là những người yêu nước. Họ đã chụp hình về biên giới Việt Nam để công bố cho mọi người được biết. Họ đã viết ra những sự thật đang xảy ra trong đời sống và những suy nghĩ của mình hướng đến sự đóng góp phát triển đất nước Việt Nam. Nhưng những người cầm quyền đã muốn che giấu sự thật, đã không chấp nhận tiếng nói khác họ, đã bắt bớ họ bất chấp pháp lý thông thường của Việt Nam và quốc tế. Nhà cầm quyền cố tình gán ghép cho họ cái tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và sẽ xử tại tòa án thành phố vào lúc 8 giờ sáng mai ngày 24 tháng 9. Là người Công giáo, chúng ta không được quyền vô cảm. Chúng ta sẽ không sợ hãi khi dấn thân và cầu nguyện cho những người này được tự do, vì họ cũng là con cái Chúa. Đặc biệt hơn, chị Maria Tạ Phong Tần là người mới theo Chúa năm 2009. Thưa anh chị em, luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội có viết: theo các quy định của pháp luật Việt Nam và của công ước quốc tế thì mọi công dân Việt Nam đều có quyền phát biểu quan điểm, ý kiến của mình về tình hình đất nước và thế giới, có quyền góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với Đảng Cộng sản và các cơ quan nhà nước, có quyền nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến trên báo chí hoặc bằng bất cứ hình thức tuyên truyền nào và thông qua mọi phương tiện đại chúng mà không phân biệt ranh giới quốc gia. Trong nhiều năm qua, Đảng Cộng sản và chính phủ đã lãnh đạo và quản trị đất nước hết sức yếu kém. Tham nhũng đã trở thành quốc nạn, thành giặc nội xâm, đến nay vẫn chưa được ngăn chặn lùi. Suy thoái đạo đức xã hội nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường, tài nguyên rừng bị tàn phá, v.v. Quản lý kinh tế yếu kém dẫn các tập đoàn như là Vinasin, Vinalize gây thất thoát hàng tỷ đô la. Chính quyền bất lực trong việc kiểm soát những hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm có chứa các chất độc hại cho sức khỏe của nhân dân và được nhập khẩu và sản xuất trong nước. Không bảo vệ được chủ quyền lãnh hải quốc gia, thường xuyên để Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, bắn giết, bắt giữ, cướp tài sản của ngư dân. Bất kể một công dân Việt Nam nào, khi quan tâm đến vận mệnh của đất nước, đều không khỏi bất bình trước sự lãnh đạo và quản trị đất nước yếu kém của Đảng Cộng sản. Như vậy, các thành viên của câu lạc bộ nhà báo tự do ở trên đã dũng cảm khi thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mình. Họ viết bài, đăng tải các bài viết, trả lời phỏng vấn về và phê bình cách quản lý và điều hành đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ. Họ không có mục đích chống Đảng Cộng sản cũng như chính phủ Việt Nam. Những bài viết của họ, những ý kiến mà họ đăng tải chỉ phản ánh một cách ôn hòa cái quan điểm đối lập của họ và của những người khác mà thôi. Và chỉ với mục đích là giúp cho Đảng Cộng sản nhận ra sai lầm của mình, thiếu sót của mình để khắc phục nhằm lãnh đạo và quản trị đất nước cách tốt hơn. Rõ ràng là các thành viên của câu lạc bộ nhà báo tự do chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí mà hiến pháp, pháp luật và công ước quốc tế đã ghi nhận cái quyền của họ. Họ không phạm tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 của luật hình sự. Thế nhưng thực tế thì sao? Hai người trong số ba người nêu trên là anh Điếu Cày và anh Ba Sài Gòn đã bị giam giữ quá thời hạn mà luật pháp quy định. Tổng thời hạn tạm giam tối đa mà bộ luật tố tụng hình sự quy định là 20 tháng. Theo quy định này thì ngày 19 tháng 6 vừa qua,
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải ra quyết định trả tự do cho hai anh này. Để xây dựng được một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, trước hết Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tích cực nâng cao kiến thức và sự hiểu biết của mình về nhân quyền, từ đó mà biết lắng nghe và chấp nhận những ý kiến, những quan điểm đối lập. Điều này sẽ nâng cao bản lĩnh và tầm vóc của một đảng cầm quyền suốt hơn nửa thế kỷ qua. Việc chấp nhận và tôn trọng những người có quan điểm đối lập cũng chính là tôn trọng phẩm giá và các quyền con người, bởi đó là nền tảng của tự do, hòa bình và công lý. Một điểm nữa đó là Đảng Cộng sản phải luôn luôn thể hiện là một đảng văn minh bằng cách tôn trọng và khoan dung đối với những người có quan điểm đối lập. Bởi vì khi thể hiện sự khoan dung với những người có quan điểm đối lập ngày hôm nay là khoan dung với chính mình ngày mai. Lòng khoan dung góp phần giúp cho mọi người, mọi quốc gia, dân tộc cùng chung sống hòa bình và hòa hợp. Không thể có một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh nếu đảng cầm quyền luôn đối xử với những người có quan điểm đối lập bằng trái tim và bàn tay của những tên bạo chúa. Nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước cùng với cộng đồng quốc tế đang mong đợi Đảng Cộng sản Việt Nam hãy trả tự do cho các blogger Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải ngay tại phiên tòa ngày mai, để đáp ứng sự mong đợi của người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước cũng như cộng đồng quốc tế. Thưa anh chị em, trong thánh lễ hôm nay đến dự với chúng ta có những thân nhân của các blogger này. Tôi xin giới thiệu với anh chị em hai người em của chị Tạ Phong Tần, Maria Tạ Phong Tần, là chị Tạ Minh Tú và chị Tạ Khởi Phụng. Xin hai chị đứng lên cho cộng đoàn biết mặt và chào đón. Một gia đình nữa đó là gia đình của anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Không biết là chị Dương Thị Tân và các con của anh Hải đang ngồi ở đâu, xin vui lòng đứng lên cho cộng đoàn chào đón. Không biết là trên đường đi đến đây có bị ngăn cản hay không, và giờ này chúng ta chưa thấy mặt. Chị Dương Thị Tân thì không lạ gì với cộng đoàn chúng ta. Cháu Nguyễn Trí Dũng là con trai của anh Điếu Cày, mặc áo xanh đứng phía dưới, và chị Dương Thị Tân cũng ở phía dưới. Tôi chưa thấy người thân của anh Phan Thanh Hải. Và một ý cầu nguyện thứ hai trong thánh lễ đặc biệt hôm nay đó là đối với ba thanh niên Công giáo ở tỉnh Nghệ An sẽ bị xét xử vào sáng thứ Tư 26 tháng 9 tại tòa án tỉnh Nghệ An. Họ là những người thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ sự sống và cộng tác viết tin cho truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam. Họ cũng bị kết án về cùng một tội như các blogger Sài Gòn, vì họ đã nói lên sự thật và kêu gọi mọi người hành động về sự thật. Cái sự thật đó là ở Việt Nam có gần 90 triệu dân, nhưng chỉ có 3 triệu đảng viên Cộng sản Việt Nam. Nhưng kết quả bầu quốc hội khóa nào cũng vậy, luôn luôn có hơn 90% là đảng viên Cộng sản Việt Nam và không tới 10% là người ngoài đảng. Như vậy, một nhóm chỉ chiếm 1/30 dân số thì lại nắm giữ hơn 90% quyền hành. Trong khi đó, 29/30 dân số còn lại chỉ được nắm giữ chưa tới 10% quyền hành. Điều này nhiều người dân Việt Nam đã biết, nhưng vì sợ hãi nên đã ngậm miệng. Chính vì thế mà cái sự độc ác càng ngày càng lan tràn trong xã hội Việt Nam, và nhà cầm quyền đã nhân danh cả pháp luật để làm việc phi pháp. Các bạn trẻ này không chấp nhận những tuyên truyền dối trá nên đã công bố sự thật này và kêu gọi mọi người đừng nuôi dưỡng sự gian manh chính trị này bằng cách đừng tham gia bầu cử quốc hội. Các bạn này làm việc hoàn toàn đúng với giáo lý Công giáo điều 2494 như sau: xã hội có quyền biết những thông tin dựa trên sự thật, tự do, công bằng và tình liên đới. Và điều 2499, tố giác các nhà nước độc tài xuyên tạc sự thật có hệ thống, thống trị dư luận bằng truyền thông.
Theo những giáo huấn này thì các bạn Anton Đậu Văn Dương, Pedro Trần Hữu Đức và Anton Chu Mạnh Sơn là những người sẽ bị xét xử phúc thẩm vào ngày 26 tháng 9 sắp tới, chỉ mới chu toàn được một phần rất nhỏ giáo lý Công giáo. Phần lớn các bạn trẻ này chưa thực hiện được thì những Giê-xu và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê, nhưng Đức Giê-xu không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. Sau đó Đức Giê-xu và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-xu hỏi các ông, dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-xu ngồi xuống gọi nhóm 12 lại và nói, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người sốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì dân Thầy là tiếp đón chính Thầy. Và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thật là một sự trùng hợp có phần ngẫu nhiên nhưng đồng thời lại cũng rất ý nghĩa khi những bài lời Chúa của Chúa Nhật 25 thường niên năm B này lại hết sức am hợp với khung cảnh của thánh lễ chúng ta cầu nguyện cho công lý và hòa bình hôm nay. Bài đọc thứ nhất trích trong sách Khôn Ngoan. Sách Khôn Ngoan là một cuốn sách được viết bởi một hiền nhân Do Thái, có lẽ sống ở Alexandria vào khoảng năm 50 trước Chúa Giáng sinh. Hiền nhân Do Thái không phải là nhà thần học, cũng không phải là một triết gia, đấy là một người suy tư về cuộc đời, chiêm nghiệm về cuộc đời, và dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, ông đã nhận thấy một khuôn mặt, một đường nét của thế giới loài người, của xã hội loài người. Ông viết trong chương thứ hai của sách Khôn Ngoan những lời diễn tả một thực trạng của thế giới con người vào khoảng năm 50 trước Chúa Giáng sinh, tức là trước hai bà Trưng ở Việt Nam chúng ta khoảng 100 năm, thì tác giả sách Khôn Ngoan đã suy niệm về sự tai ác trong cuộc đời, đã suy niệm về cái sự đắc thắng của
những phường vô đạo, những quân gian ác, những thế lực của sự dữ, sự ác trong đời sống con người. Ông viết ở chương 2, còn quân vô đạo, chúng lên tiếng vẫy tay mời thần chết, bầu bạn với nó, chúng hao mòn kiệt quệ, và chúng đã cùng nó kết giao, quân vô đạo kết giao với sự chết, thì đáng thuộc quyền sở hữu của nó. Sau khi viết cái lời nhất định như thế, thì ông bắt đầu nói đến khuôn mặt và cách hành xử của những kẻ gian ác trong thế giới loài người. Có hai điểm được đề cập trong chương 2 của sách Khôn Ngoan. Thứ nhất, những kẻ vô đạo, những kẻ gian ác ấy hưởng thụ cuộc sống, sống vội, sống gấp và tranh thủ mọi chuyện để cho mình được lợi. Đó là điểm thứ nhất của những kẻ gian ác, những phường vô đạo. Và điểm thứ hai trong cách hành xử của những kẻ vô đạo mà tác giả sách Khôn Ngoan nói ở chương 2 của sách này, đó là đoạn chúng ta vừa được nghe trong bài đọc thứ nhất. Kẻ vô đạo, phường gian ác, cư xử bạo lực, cư xử bất chính, bất công và thậm chí là tàn ác với những người công chính. Và đoạn mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất là phần một phần của cả chương 2 đó. Và kết thúc chương 2, tác giả sẽ nhận định về con đường của kẻ gian ác thế này. Chúng suy tính như vậy thật sai lầm, vì ác độc mà chúng ra mù quáng. Chúng không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa, chẳng trông chờ người thánh thiện sẽ được thưởng công, cũng không tin kẻ tinh tuyền sẽ được ân thưởng. Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên là hình ảnh của bản tính người. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian, và những ai về phe nó đều nếm mùi cái chết. Đấy là nhận định của hiền nhân Do Thái trong chương 2 của sách Khôn Ngoan. Kính thưa anh chị em, tôi phải nói một chút về cái ngữ cảnh của bài đọc thứ nhất như thế, là để thưa với anh chị em rằng khi Hội Thánh chọn bài đọc này, chọn cái suy niệm này của hiền nhân Do Thái để toàn thể Hội Thánh Chúa từ Đức Giáo Hoàng cho đến những em bé trong ngày Chủ Nhật hôm nay đọc và suy niệm ở bài đọc thứ nhất, thì Hội Thánh muốn nói với chúng ta ít nhất là một điều này. Đấy là đừng quên rằng sự dữ vẫn còn đấy. Ấy là đừng quên rằng trong xã hội, trong thế giới mà chúng ta đang sống, thế lực của sự ác, sự dữ vẫn còn hoành hành. Đấy, ít nhất là bài đọc thứ nhất hôm nay nhắc cho chúng ta một thực tế đó. Dĩ nhiên, Thiên Chúa sẽ không vô cảm đứng trước cái tình cảnh đó của nhân loại, đứng trước cái sự đắc thắng đó của sự dữ. Dĩ nhiên, Thiên Chúa sẽ không vô cảm và thờ ơ trước những hành động bạo lực mà quân gian ác dành cho những người công chính, dành cho những người ngay lành. Dĩ nhiên, Thiên Chúa sẽ không vô cảm và thờ ơ trước cái tình trạng người ta chà đạp quyền sống của người khác. Thiên Chúa không vô cảm và thờ ơ, nhưng ít nhất chúng ta phải biết rằng vẫn còn đấy cái tình trạng kẻ gian ác chà đạp quyền sống của những người ngay chính. Và đấy là một thực tế, thưa anh chị em, sự đắc thắng của cái ác, của cái dữ, của những kẻ gian manh trong cuộc đời. Và sự cái bài đọc mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay trích trong sách Khôn Ngoan ấy được Hội Thánh hiểu, nhất là được các thánh giáo phụ như thánh Hippolyto, linh mục Origene, thánh Athanasio, thánh Cipriano, thánh Ambrosio, thánh Cirillo, thánh Augustino, nghĩa là các thánh lớn trong Hội Thánh vẫn hiểu cái đoạn mà chúng ta vừa đọc ở bài đọc thứ nhất đấy là lời áp dụng trước hết cho chính Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã đi vào giữa cái nhân loại mà ở trong ấy sự ác, sự dữ có vẻ đắc thắng, và chính người đã đảm nhận lấy cái thân phận của một nạn nhân của những trò gian ác đó của con người.
Và Đức Giêsu Kitô đã đi đến tận cùng của sự bi thảm của thân phận con người. Chính Người đã bị nghiền nát bởi sự gian ác của con người. Chính Người đã bị quẳng cho cái chết tức tưởi và bị treo trên thập giá với tất cả sự ô nhục. Người đã đi đến điểm tận cùng của vực thẳm của thân phận con người dưới sức nặng của sự ác và sự dữ ấy. Nhưng ở chính cái điểm tận cùng của cái thân phận bi đát đó, cái thân phận bị nghiền nát bởi bạo lực đó, sự sống mới, sự sống phục sinh đã bừng lên. Và ở chính trong cái chỗ bừng lên của sự sống mới và sự phục sinh ấy, dung mạo của một vị Thiên Chúa của tình yêu và của sự sống, dung mạo của một vị Thiên Chúa quý trọng nhân phẩm của con người, dung mạo của vị Thiên Chúa ấy rực rỡ chói lòa ngay ở giữa cái thế gian có vẻ như đang bị sự dữ, sự ác nghiền nát kia. Thưa anh chị em, nhưng câu hỏi đặt ra là cái gì đã làm nên một cuộc hoán chuyển kỳ diệu như vậy? Thưa anh chị em, Tin Mừng sẽ cho chúng ta biết có một cái chìa khóa trong thân phận của Đức Giêsu, ấy là Người sống mầu nhiệm, tự hủy và tự hiến. Chúa Giêsu đã hiến mình đến mức độ đảm nhận lấy nơi thân phận mình cái chết tức tưởi trên thập giá vì ơn cứu độ, vì sự giải thoát cho thế gian, cho nhân loại, cho con người. Người đã hiến chính bản thân mình. Và trong bài Tin Mừng hôm nay, Người mời gọi các đồ đệ đi cũng một con đường hiến mình ấy, trước hết bằng một cuộc sống và một thái độ phục vụ. Những người làm đồ đệ của Chúa, thưa anh chị em, không thể bịt mắt trước một thực trạng là sự dữ và sự ác vẫn đang hoành hành, vẫn đang đắc thắng và vẫn đang chà đạp trên những thân phận của con người công chính, của những con người bé nhỏ trong thế giới, trong xã hội. Người nào vô cảm trước cái tình trạng bi đát đó, người nào thờ ơ trước tình trạng bi đát đó, người nào giả bộ tránh một đường khác mà đi để khỏi đối diện với cái thực trạng bi thảm đó trong xã hội và trong thế giới chúng ta, người đó không phải là đồ đệ đích thực của Đức Kitô. Bởi vì chính Đức Kitô cũng không hề từ chối, đối diện trực diện thẳng thắn với cái tình trạng bi đát đó của nhân loại. Nhưng đi xa hơn nữa, không phải chỉ là một sự bận tâm, không phải chỉ là không thờ ơ, Chúa Giêsu còn mời gọi các đồ đệ phải sống cái tinh thần phục vụ. Tinh thần phục vụ là gì thưa anh chị em? Nếu không phải là tinh thần tự hiến. Tinh thần phục vụ là gì thưa anh chị em? Nếu không phải là cái tinh thần đừng vun quén, đừng chỉ vun quén cho đời sống cá nhân của mình, đừng chỉ tập trung đời sống mình trên những dự án ích kỷ và ngắn hạn của mình. Những con người yêu nước thực sự giữa đất nước chúng ta hôm nay, những người đã dám xả thân, dấn thân vì công lý, vì hòa bình, vì quyền sống, vì nhân quyền, về nhân phẩm, vì tự do của con người, những con người ấy đã không tính đến, đã không chỉ tính đến và họ không ưu tiên trước hết cho những dự án nhỏ bé và ích kỷ của cuộc đời họ. Họ sẵn sàng chấp nhận một con cuộc sống tù tội, họ sẵn sàng chấp nhận bị làm phiền và những người thân của họ bị làm phiền, bị gây đủ mọi thứ khó khăn cả, bởi vì họ đã chọn con đường của sự phục vụ, họ đã chọn con đường của sự hiến mình. Có thể họ chưa là Kitô hữu vì chưa lãnh nhận phép rửa, nhưng họ đã là đồ đệ của Đức Kitô thật sự, một Đức Kitô không sống cho mình mà là hiến mình vì người khác, vì nhân phẩm, vì nhân quyền, vì tự do, vì ơn giải thoát cho những người xung quanh mình. Những người đấy là đồ đệ đích thực của Đức Kitô, có khi còn hơn cả những đồ đệ đã lãnh phép thánh tẩy nhưng lại không đủ can đảm để cùng với thầy mình hiến mình cho phần rỗi, cho ơn cứu độ, cho sự giải thoát thế gian, không đủ can đảm sống mầu nhiệm của sự phục vụ thật sự. Thế anh chị em, khi nào chúng ta còn thờ ơ, khi nào chúng ta còn không dám dấn thân, khi nào chúng ta còn bị những toan tính ích kỷ và những dự án nhỏ bé của cuộc đời mình kéo mình, khiến cho mình chỉ biết hưởng thụ và thậm chí lại còn dùng bạo lực với những người xung quanh mình, thì khi ấy ta đang đi ngược cái con đường của mầu nhiệm tự hiến của Chúa Kitô. Khi ấy ta đang tham gia vào những hành động gian ác mà những quân vô đạo, phường bất chính dành cho người công chính, dành cho những người ngay thẳng, như được nói trong bài đọc thứ nhất
của thánh lễ hôm nay, các anh chị em. Một điểm nữa tôi xin mời anh chị em suy niệm, đó là bên cạnh cái sự dấn thân, sự phục vụ ở mức độ nhỏ bé, chúng ta còn phải dấn thân, phải phục vụ trong cái cấp độ cộng đồng, trong cấp độ cộng đoàn, trong cấp độ tập thể nữa. Và ở trong cái cấp độ cộng đồng tập thể này, chúng ta được mời gọi tự vấn xem chúng ta đang ký giao kèo, đang ký giao ước với thần chết hay với sự sống. Chúng ta đang ký giao ước với, ký giao kèo với sự ác hay với sự thiện. Chúng ta đang dấn thân trên con đường của sự ác, của sự hủy diệt, của bạo lực, hay đang dấn thân trên con đường phục vụ, trên con đường tự hiến của chính Chúa Giêsu Kitô? Thưa anh chị em, ta đang dấn thân cho một nền văn minh của sự chết hay một nền văn minh của sự sống và của tình yêu? Thưa anh chị em, và tôi muốn mời gọi đặc biệt những người đang nắm trong tay mình quyền lực, quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp. Tôi muốn mời gọi đặc biệt các anh chị em làm việc trong lĩnh vực công an và an ninh mà đang ngồi ở trong nhà thờ này hay trong sân nhà thờ này. Có thể quý vị trà trộn vào đây không phải với mục tiêu tốt, nhưng tôi vẫn mời gọi quý vị hãy dành một vài phút ngắn ngủi ở trong một cơ sở tôn giáo này để lục vấn lại chính lương tâm của mình, xem mình đang ký giao kèo với cái chết hay với sự sống, với sự ác hay với sự thiện. Thưa anh chị em, những người được trao quyền hay đã giành lấy cho mình cái quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp, những người đấy có nhiệm vụ trước hết phải phục vụ công ích, có nhiệm vụ trước hết phải mưu cầu sự thiện cho mọi người, có nhiệm vụ trước hết phải kính trọng nhân quyền, nhân phẩm, quyền tự do và quyền sống của những người khác. Và chúng ta trong tư cách cá nhân cũng như trong tư cách cộng đồng phải làm thế nào để hỗ trợ cho những nỗ lực bảo vệ và phát triển sự sống như thế, tình yêu như thế, quyền làm người như thế. Chúng ta không chỉ không được thờ ơ mà trái lại, chúng ta còn phải cộng tác để những nỗ lực dấn thân cho công lý, cho hòa bình, cho quyền sống, cho nhân quyền, nhân phẩm và quyền tự do của con người được thành công. Và tôi kêu gọi lương tâm và trách nhiệm của những người đang nắm quyền trong xã hội của chúng ta. Quý vị được mời gọi, ưu tiên trước hết là phát triển đất nước trong tự do, trong công bình, trong công ích, trong việc, trong sự tôn trọng nhân quyền, nhân phẩm của người khác, chứ không phải ngược lại. Mà hôm nào quý vị lại đối diện với những con người dấn thân cho công lý, cho hòa bình, cho quyền sống, cho quyền tự do, cho sự thật, đối diện với những con người đó mà quý vị lại sử dụng bạo lực, dù những con người đó chỉ dấn thân một cách bất bạo động, một cách hòa bình cho quyền sống của mọi người, nhưng quý vị đối diện với họ bằng bạo lực, thì lúc bấy giờ là quý vị đang ký giao kèo với cái chết và với sự hủy diệt đấy. Nếu quý vị sử dụng bạo lực khi đối diện với những con người, cá nhân cũng như tập thể, đang dấn thân cho công lý và hòa bình, thì đấy là quý vị đang nắm một thanh sắt nóng bỏng trong tay để tấn công họ đấy. Tôi nghĩ rằng quý vị sẽ tấn công và sẽ làm cho họ bị tổn thương đấy, bởi vì quý vị đủ khả năng làm như thế. Nhưng trước khi những con người ấy bị tổn thương bởi cái thanh sắt nóng bỏng trong tay quý vị kia, thì tôi xin nói với quý vị rằng quý vị đã bị thanh sắt nóng bỏng đó làm tổn thương vừa khi quý vị nắm lấy thanh sắt đó trong tay. Bạo lực không bao giờ, đàn áp không bao giờ là phương thức, là phương án, là giải pháp cho những xung đột trong xã hội. Không bao giờ. Mà những con người này thì không gây xung đột. Những người dấn thân về quyền sống, quyền tự do, về công lý và sự thật trong xã hội theo cái đường hướng bất bạo động, những con người đó mới chỉ phát biểu lên ý kiến của họ, mới gây lên một cái sự lục vấn lương tâm cho chính quý vị và cho tất cả chúng ta. Những con người đó không đáng bị cư xử bằng bạo lực. Và trước khi, tôi xin lặp lại, trước khi quý vị sử dụng bạo lực với những con người đó, thì quý vị đã bị đả thương bởi chính bạo lực mà quý vị đang muốn sử dụng. Đừng nắm thanh sắt nóng bỏng trong tay để đánh người khác nữa, nhưng hãy bỏ thanh sắt đó xuống để chung tay với nhau xây dựng một cuộc sống
trong đó sự sống lên ngôi, tình yêu lên ngôi, nhân phẩm, nhân quyền và tự do được phát triển. Tôi cũng kính mời tất cả anh chị em trong tư cách Kitô hữu cũng như không phải là Kitô hữu, hãy lục vấn lại lương tâm của mình xem mình đang đối diện với cái thực tại của cuộc sống này trong cái thái độ và tâm tình nào. Mình có phải là con người vô cảm thờ ơ và lãnh đạm không? Và thậm chí không chỉ vô cảm thờ ơ và lãnh đạm, mình còn ký giao kèo với sự ác, sự dữ. Mình có làm như thế không? Nếu đã có một lần nào hay ngay lúc này đang đi trên con đường đó, hãy quay trở lại với con đường của sự sống đi thưa anh chị em. Hãy quay trở lại với con đường của tình yêu đi thưa anh chị em. Hãy quay trở lại với con đường của sự hiến thân phục vụ đi thưa anh chị em. Tất cả chúng ta được mời gọi hôm nay chất vấn lương tâm của mình. Tất cả chúng ta được mời gọi hôm nay hãy diễn tả cái cam kết của mình với sự thiện, cam kết của mình với sự sống, với tình yêu. Tất cả chúng ta trong tư cách cá nhân cũng như cộng đồng được mời gọi chọn lấy một lập trường và chọn một cách công khai và chọn một cách rõ ràng, minh bạch và thuần khiết rằng chúng tôi dấn thân cho sự thiện, chúng tôi dấn thân cho tình yêu, chúng tôi dấn thân cho sự giải thoát, chúng tôi dấn thân hiến mình, hiến cả cuộc sống của mình cho nhân quyền, cho tự do, cho nhân phẩm, cho sự thật, cho công lý, cho công ích. Bao giờ cái hướng dẫn thân đó là hướng chủ đạo trong cuộc sống của chúng ta thì lúc bấy giờ là chúng ta đang góp phần xây dựng một nền văn minh tình thương. Và nếu bạn là Kitô hữu hay không là Kitô hữu chăng nữa thì lúc bấy giờ bạn đang là đồ đệ đích thật của tình yêu của con, của đấng đã hiến mình hoàn toàn vì ơn giải thoát cho thế gian này. Xin Chúa Kitô là đấng đã ném vào ngọn lửa, vào trần gian này ngọn lửa của tình yêu và sự sống đến từ chính Thiên Chúa, xin Người giúp cho chúng ta góp phần mình để làm cho ngọn lửa ấy bừng cháy lên. Xin Người giúp cho chúng ta đừng bao giờ vô cảm nữa, đừng bao giờ thờ ơ nữa, trái lại hãy xắn tay áo, nắm lấy tay nhau để cùng bước đi trên con đường dấn thân cho công lý, cho hòa bình, cho tự do, cho sự thật, cho quyền sống của những con người bé nhỏ, của những con người đang bị áp bức. Và những con người đó trước hết là những người thân trong gia đình chúng ta và rộng ra là những đồng bào chúng ta trong đất nước này. Xin chúng anh chị em cũng cầu nguyện cho các nhà cầm quyền, những người nắm trong tay quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp ấy, xin cho họ biết theo lương tâm ngay lành mà kết giao, dấn thân cho sự thiện, cho quyền sống, cho quyền tự do của những con người đích thực. Xin cho họ đừng cộng tác với sự dữ, xin cho họ đừng để mình biến thành phương tiện trong tay những kẻ dữ và những thế lực của sự dữ. Xin cho họ được nghỉ yên mỗi khi họ trở về với cuộc sống bình thường của họ, bởi vì họ đã làm điều thiện, chứ không phải là họ bị dẫn, họ bị day dứt đời họ, đời con, đời cháu họ vì những sự ác mà họ đang làm bây giờ và sẽ làm ngày mai, ngày mốt. Xin cho những người cầm cân này mực ấy biết làm theo sự thiện. Và đấy cũng là một trong những ý cầu nguyện tha thiết của chúng ta. Nguyện xin Chúa Giêsu chúc lành cho mọi nỗ lực dù là nhỏ bé của chúng ta trên con đường dấn thân cho sự thật, cho công lý, cho quyền sống của mọi người. Amen. Lạy Cha Đức Giêsu Kitô là Cha của chúng con. Cha mời gọi chúng con theo Đức Giêsu Kitô phục vụ và hiến mình cho nhân loại này. Nhưng nhiều khi chúng con vẫn còn ở lại trong sự ích kỷ của mình. Chúng con chỉ lo lắng cho mình. Chúng con chạy trốn bạo lực. Chúng con lên án những người dám đối đầu với bạo lực. Mặc dù chúng con biết rằng nếu thành công chúng con là người được hưởng. Giờ này đây, chúng con tha thiết này xin Cha giải thoát chúng con, ban Thánh Thần đến chữa lành cho chúng con. Chúng con cầu xin Cha cho con một lòng tin sắt son. Lạy Cha từ ái, mỗi người trong nhân loại này, Cha trao ban cho một trách vụ
các vị trong hội thánh, Đức Giáo Hoàng, các đức giám mục, các linh mục, tu sĩ, những người bố, những người mẹ trong gia đình, là những người có trách nhiệm hiến mạng sống mình cho đoàn con, cho đoàn chiên của mình. Xin cho mỗi người chúng con sẵn sàng dám chọn lựa sự hy sinh để những thành viên thuộc về chúng con được hưởng nhờ ân phúc cứu độ của chính Chúa ban qua chúng con. Chúng con cầu xin Cha. Từ ái, các anh chị em của chúng con, rất nhiều người trong một thời gian rất dài đã dấn thân cho sự thật, cho công bằng, cho nhân quyền, cho giá trị làm người. Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng con nhớ đến chị Maria Tạ Phong Tần, anh Nguyễn Văn Hải Điêu Cầy, anh Phan Thanh Hải Ba Sài Gòn, mà ngày mai đây sẽ được đưa ra xét xử vì những việc tốt họ làm cho nhân loại này, vì những nỗ lực hăng say của họ. Xin Cha ban thánh thần an ủi họ, xin Cha ban tình yêu nâng đỡ họ, chữa lành họ và ban cho họ sức mạnh và lòng can đảm để họ có thể đi tiếp tục hành trình họ đã chọn lựa trong tình yêu mà chính Chúa mời gọi họ. Chúng con cầu xin Cha. Xin ban cho con một lòng tin sắt son, xin ban cho con một trái tim thật hồng. Lạy Cha, chúng con chúc tụng ngợi khen Cha vì những bạn trẻ Công giáo ở Nghệ An đã làm gương cho chúng con không ở mãi trong sự gian dối mà dám đứng lên làm chứng cho sự thật, dám nói sự thật cho mọi người và dám khuyến khích mọi người giả từ sự gian dối để làm theo sự thật. Những người xấu đã hại họ, đã gieo cho họ một bản án nặng nề. Ngày thứ tư tới đây, phiên tòa lại tiếp tục mở ra. Chúng con không tin rằng thế gian này có thể giải thoát họ, nhưng chúng con tin Cha là đứng đã ban Đức Giêsu Kitô, Cha có thể giải thoát họ. Xin Cha ban bình an cho họ và từng người trong gia đình của họ, để dẫu cho họ có phải tù tội, họ cũng vẫn bình an, vẫn tiếp tục làm chứng cho sự thật, vẫn hiên ngang sống với điều mà Cha mời gọi. Chúng con cầu xin Cha. Xin ban cho con một lòng tin sẵn sàng, xin ban cho con một trái tim thật hồng. Lạy Cha Đức Giêsu Kitô là Cha của chúng con, trong muốn tất cả nhân loại này được cứu độ, nhờ đó mọi người được hạnh phúc. Chúng con tha thiết này xin Cha cho những người đang ở trong bóng tối của sự ác được Cha giải thoát, được ánh sáng Đức Kitô chiếu rải vào lòng, để nhờ đó họ được giải thoát, họ bắt đầu thực thi công lý trong đời sống của họ. Nhờ đó vợ chồng con cái của họ sẽ được chuộc phúc mà không bị sự giữ đè ép. Xin Cha chúc lành cho tất cả chúng con và xin Cha nhận tất cả những lời chúng con cầu xin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.